Không nằm ngoài dự đoán, đội bóng của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh thể hiện đẳng cấp vượt trội so với Bình Thuận ngay ở những phút thi đấu đầu tiên. Hiệp 1 chứng kiến thế trận một chiều được tạo ra, nhưng hẳn về phía đội chủ nhà. Trương Tiến Anh dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số cho đội bóng áo lính. Những phút sau đó là thời gian tỏa sáng của Nhâm Mạnh Dũng. Cầu thủ số 23 của Viettel lập cú đúp vào lưới Bình Thuận ở phút thứ 21 và 29. Có 3 bàn thắng ở hiệp 1, sang hiệp 2, đội chủ nhà càng chơi cởi mở và phóng khoáng hơn. Các cầu thủ Viettel thể hiện sự lấn lướt qua những đường lên bóng chuẩn xác, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm đe dọa khung thành đối phương. Trong thế vỡ trận, các cầu thủ Bình Thuận chơi càng nóng vội và điều đó dẫn tới nhiều sai lầm. Phút 60, Thanh Quang phạm lỗi với Dương Thanh Hào và phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài. Trên chấm đá phạt trực tiếp, Đức Chiến đã có pha sút phạt hàng rào hiểm hóc nâng tỷ số lên 6-0. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, câu lạc bộ sẽ tiến thẳng vào vòng 2 cúp quốc gia, gặp đương kim vô địch câu lạc bộ Hà Nội ở vòng đấu tiếp theo.